cuối cùng mình cũng có đủ bộ sưu tập trong trống rồi. Các cậu thấy sao? Đúng là một khu vườn đẹp. Hayley, mình có thể mượn một cái để lên xe của mình hay không vậy? Mình nhớ có người nói là mấy cái trong trống không có gì quan trọng. Mình xin lỗi, mình có thể mượn một cái được không? Không được, cậu không được lấy, không được. Không được, mình không cho cậu được. Cho mình mượn đi mà. Mình không thể cho cậu một cái được. Hayley ơi, cho mình mượn đi mà. Vui quá đi. Suýt chút nữa thì mình bị chim lấy đi mất rồi. Giờ đi chơi thôi. Đi nào trong trống. Không, trong trống có mệt. Quay lại. Hả? Muộn rồi, không còn nữa. Mình đã bỏ lỡ một dịp tốt như vậy. Hả? Ba. Đây. Hả? Tìm được rồi. Hayley. Hả? Benny, chào em. Cái đó là của anh hả? Gió thổi bay. Anh nghĩ không tìm lại được nữa. Nhưng anh đã tìm được. Em thấy có đẹp không? Dạ, thực sự rất là đẹp đó. Anh có thể cho em chơi thử không? Bây giờ sao? Dạ, em cũng muốn có một cái như vậy. Nhưng hết rồi. Được rồi, em cứ chơi đi. Hả? Hả? Wow, đúng là tuyệt vời. Anh có thể cho em mượn chơi cả ngày hôm nay được không? Cái gì? Em hứa ngày mai sẽ trả lại cho anh được không? Để anh xem sao đã. Vậy là cậu đã cho Benny mượn trong trống của cậu sao? Nếu em ấy không trả lại thì sao? Đúng vậy, nếu cậu cho mình mượn thì cậu không cần phải lo lắng như vậy đâu. Cậu nói đúng. Hả? Cậu có ý đó thật sao? Đừng lo lắng Hayley, Benny hứa ngày mai sẽ trả lại cho cậu. Chắc chắn sẽ trả mà. Phải, mình biết Benny sẽ giữ lời hứa mà. Đúng rồi. Mình mong là các cậu nói đúng. Đâu mất rồi? Anh Chông Chông ơi. Chông Chông của mình đâu mất rồi? Gheo gheo gheo. Benny, Chông Chông ở đâu ra vậy? Anh Hayley cho mình mượn. Đừng nói dối nữa. Cậu mới lượm được Chông Chông của mình đúng không? Không có. Hayley cho mình mượn cả ngày hôm nay. Cái này là của mình, không phải là của cậu đâu. Mình đang nói sự thật mà. Rồi, cậu tìm Chông Chông cho mình đi. Được rồi, cậu ở đây đợi mình đi. Giờ mình sẽ đi tìm Chông Chông cho cậu. Mình không nghĩ là cậu nói mình nói dối. Cậu làm mất Chông Chông ở đâu vậy hả? Hãy đợi đấy, mình chắc chắn sẽ tìm được. Gì đây? Để mình đi. Mình phải làm gì đây? Cối xay gió bay rồi. Cậu ấy nói dối như vậy, mình sẽ không tin đâu. Chông Chông của mình đâu mất rồi hả? Chông Chông, đây là Chông Chông của mình. Vậy là Benny không có nói dối. Có ai đó cứ chơi. Ôi không. Mọi người, mình tìm thấy rồi. Bây giờ Titan đang đi xuống đồi. Cậu ấy không có sao hết. Tốt lắm. Kêu Titan dừng lại để mình kiểm tra lớp xe của cậu ấy. Được rồi. Titan. Titan. Ủa, có chuyện gì vậy Hayley? Chúng mình nhận được tin lớp xe của cậu có vấn đề. Cái gì? Lớp xe của mình? Mình không biết cậu đang nói về cái gì. Mình thấy không có vấn đề gì hết. Không đâu Titan, dừng lại đi. Chúng mình sẽ kiểm tra lớp xe của cậu ngay bây giờ. Hayley, mình đang bận dữ lắm. Titan. Ừ.
xe của mình có chuyện rồi kìa. Bình tĩnh đi, Tài Thần. Molly, Tài Thần đã gặp nguy hiểm. Mọi người, mau tới được đây. Được rồi, Haley. Rồi, Amber, nhanh lên. Được rồi. Đằng kia kìa. Titan. Bình tĩnh lại đi Titan. Tụi mình tới đây. Quay, làm đi. Hiểu rồi. Em nè. Được rồi. Không sao rồi. Rồi, xong rồi. Titan, cậu có thể di chuyển không? Được. Mình nghĩ là ổn rồi. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Không có gì. Mà nè, làm cách nào các cậu biết mình sắp gặp tai nạn vậy? Một trong những người bạn tốt của cậu đã nói lớp xe của cậu đang gặp vấn đề. Gì? Đó là ai vậy? Một người bạn rất muốn giúp đỡ cậu đó Titan. Một người bạn rất muốn giúp mình sao? Titan. Clint East. Chuyện gì vậy? Sao cậu lại ở chỗ này? Titan, cậu có ổn không? Chắc là mình gọi cho đội cứu hộ quá trễ rồi. Là cậu sao? Cậu là người đã kêu đội cứu hộ tới. Vì cậu đã gọi đội cứu hộ nên bây giờ mình mới an toàn đó. Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu. Không sao. Không có cái gì so sánh được với sự giúp đỡ của cậu dành cho mình hết. Mình thật sự xin lỗi cậu vì không nhận thấy được lòng tốt của cậu. Cậu đúng là một người bạn tốt. Không sao đâu. Mà Titan, cậu có thể giúp mình một việc không? Đương nhiên rồi. Bây giờ mình có thể làm sạch lốp xe cho cậu chưa? Lốp xe của cậu thật sự rất dơ. Tất nhiên, cậu làm đi. Hả? Cảm ơn. Linh đi từ từ thôi. Mình thấy nhột quá à. Được rồi, cậu làm vậy giống như cù lét mình vậy. Xin lỗi cậu, mình sẽ làm từ từ ha. mình thật sự thấy nhột lắm. Một ngày mới lại bắt đầu rồi. Hả? Đúng rồi, mình hứa với Lifty mang theo tập tem. Tập tem của mình trốn đi đâu rồi ta? Vậy mình để nó trong ngăn bàn nha. Ngăn bàn? Nhưng mà hôm qua cái bàn ở... Ê, nó chết mình đi rồi, cái tem của mình. Được rồi, đem hết số đồ này tới đống rác là xong có đúng không? Hả? Được rồi, mình đi luôn đây. Cảm ơn thay thần, gặp lại sau. Lên đi. Mau lên, nó nằm ở đâu rồi? Cái đống đồ đó ở đâu rồi? Thay thần mới đem tất cả tới chỗ để rác rồi. Quay lại đây đi. Hả? Thay thần. Hostie, có chuyện gì vậy? Quay đầu lại đi. Mình phải làm sao bây giờ đây? Mình phải tìm cách chặt cậu ấy. Thái Thịnh, đừng làm vậy mà. Thái Thịnh, bắt đi.
họ có làm sao không nữa. Báo động khẩn cấp, báo động khẩn cấp. Titan và Frosty gặp tai nạn gần nhà kho trên đường số 3. Thành viên đội cứu hộ lập tức tới đó giúp đỡ. Hiểu rồi. Con đừng lo Titan, không sao. Frosty đâu? Frosty bị kẹt ở trên cây kìa. Clinny, đi tìm chỗ an toàn đi. Tụi mình sẽ lo chỗ này cho. Được thôi. Rồi với Haley, đi đưa Frosty xuống. Amber với mình sẽ dựng Titan lên. Hiểu rồi. Frosty, ráng một chút, mình sẽ đưa cậu xuống liền. Mình sẽ nhấc ở đằng sau, còn cậu lo phía trước. Mình hiểu rồi. Ráng lên Titan. Được rồi. Một, hai. Thoát rồi. Ổn chưa rồi? Sẵn sàng. Cảm ơn nha, mình thoát rồi. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã kết thúc. Xin lỗi mọi người một lần nữa. Frosty, sao cậu làm chuyện nguy hiểm như vậy chứ? Lạn vậy nè, Titan vô tình đem cái bàn của mình tới bãi rác. Mình phải lấy lại tập sưu tầm tem thư mà Clinny đã bỏ ở trong đó. Frosty, thật ra cô Bell đã đem cái bàn đó về nhà rồi. Hả? Cô Bell giữ cái bàn đó hả? Có khi nào cô ấy đã bỏ tem của mình rồi không? Mình vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng có lẽ chúng ta nên tới tìm cô Bell thôi. Phải. Con để quên đồ trong ngăn bàn sao hả? Dạ, cô cho con vào trong